Bạn đến với máy 90 gỗ Đài Phúc Vinh. Nay mình sẽ giới thiệu các bạn mô hình xưởng nhỏ gọn khoảng 100m², sản xuất nội thất gỗ hiện đại. Ở phía trước chúng ta bên đây, ở bên tay phải chúng ta có thể thấy là những cái dụng cụ rồi vật tư sẽ được sắp xếp ở bên này ván. Bên tay trái chúng ta sẽ kho chứa ván đầu vào sẽ ở bên này. Rồi bên đây là máy CNC netting 40. Đầu tiên là máy CNC netting 40 cắt ván. Rồi bên đây là kho ván đầu vào, bên đây là kho ván đầu vào. Rồi tiếp tục ở phía sau là đây là bảng dụng cụ treo đồ nghề, khu vực treo đồ nghề dụng cụ. Tiếp theo là máy dán chỉ. Đây là khu vực để máy dán chỉ và máy hút bụi. Ở bên phía sau kia cũng là kho ván. Phía bên đây là máy hút bụi cho máy CNC. Máy hút bụi cho máy CNC. Phía sau nữa là máy khoan định vị hồng ngoại, máy khoan ngang định vị hồng ngoại. Rồi tiếp theo ở phía cuối cùng là máy nén khí chụp vít. Máy nén khí sẽ nằm ở vị trí cuối cùng. Đây là chúng ta tham quan mô hình sản xuất ván nội thất hiện đại, diện tích khoảng 100 đến 120 m². Đây là nhà phố. Quý khách có nhu cầu tham khảo máy cũng như là mua máy thì xin liên hệ với công ty Đại Phúc Vinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.